Dạ anh là may mắn là coi như là sau khi uống rượu vậy mà vô là đã cứu, là thoát khỏi được rồi. Do đau tủy là do bị ói nhiều, Ừ, nói nó nhiều là hơi bị giờ âm ỉ đau âm ê đúng chỗ rồi. này thôi đúng không? À, bây giờ là nhận định được hết mọi thứ hết rồi. Đây là một cái bệnh nhân nam, trẻ, sinh năm 1980, làm một cái công việc là nhân viên văn phòng. Lúc mà nhập viện á, bệnh nhân vô vào tình trạng rối loạn tri giác, mờ mắt, toan chuyển hóa nặng, suy thận, có nồng độ methanol, có methanol trong máu và nước tiểu cao. Khai thác được những cái bệnh sử thì mới ghi nhận được là cái ca này là trước đó là bệnh nhân có uống rượu, rượu chuối hột ngâm cùng với cái người bạn và người cháu. À, cái ngày đó là ngày chủ nhật, ở nhà cũng có nấu cơm rồi này kia vậy đó ăn, xong rồi các anh em á là nó ngồi nó ăn cơm chung, rồi xong cái cũng có đem rượu đó ra vậy đó uống, anh em mỗi người uống cũng vài ly vậy đó, uống xong rồi cái ông này uống ít rồi nhưng mà ông cũng đã thấy thấm sai rồi, ông đi về ông nghỉ, rồi xong rồi cái hết ngày chủ nhật đó rồi chiều tối bắt đầu mới nghe mệt, là ngày thứ hai cũng mệt rồi ói ói rồi giúp cho tới tối thứ hai rồi đi nhập viện. Trên đó cái người ta cũng chẩn đoán là bị mình nói là uống rượu vậy đó, người ta cũng chẩn đoán là sợ bị ngộ độc rượu á, rồi xong cái cho chuyển tuyến trên, rồi cái mình xin chuyển thẳng xuống đây luôn, chuyển thẳng bệnh viện Chợ Rẫy luôn là xuống đây, rồi bác sĩ cũng chẩn đoán như vậy. Rồi người bạn của anh cũng vậy đó, rồi cũng nghe nhà cũng ói rồi cũng mệt vậy á, rồi cũng đưa đi bệnh viện, rồi xong rồi mới chuyển viện, rồi không may bạn đó qua đời. Thì khi xét nghiệm á, đó là xét nghiệm được nồng độ methanol trong máu và nước tiểu ngày thứ hai sau khi uống là 90.69, rất là cao, chứng tỏ rằng bệnh nhân uống một cái lượng rất là nhiều, và đồng thời là chẩn đoán xác định luôn là bệnh nhân ngộ độc methanol, và kèm theo đó những biến chứng về toan chuyển hóa, về suy thận và mờ mắt. Đó là cái hậu quả sau khi ngộ độc methanol. Và ngay khi vào nhập viện, khi chúng tôi xác định được nghi ngờ là ngộ độc methanol, xét nghiệm có tình trạng toan chuyển hóa nặng, xét nghiệm có methanol máu và nước tiểu cao, là chúng tôi chỉ định liền ngay khẩn trương về chuyển viện lọc máu. Thì sau khi mà chúng tôi lọc máu ăn ngắt quãng lần thứ nhất một lần, thì sau đó xong thì bệnh nhân đã tỉnh, mắt đã nhìn rõ, tình trạng toan chuyển hóa cải thiện, và sau đó bệnh nhân đi tiểu nhiều, lượng nước tiểu nhiều, là tình trạng suy thận đã cải thiện. Hôm nay anh thấy sao rồi? Là thấy đỡ nhiều rồi đúng không? Rồi anh nhìn như thế nào rồi? Nhìn thấy rõ. Nhìn thấy rõ. Như cái bữa trước vô là coi như là mờ, là không thấy gì hết. Anh có thể cử động tay chân là anh làm thử rồi. Không sao, không sao. Đó. Do còn cái kim lọc đúng không? Đó, khỏe. Sau cái đợt này uống xong anh thấy như vậy thế nào, nó có là để cho anh rút cái gì ra không? Sau này chắc không dám uống sau này không dám uống nữa, chắc kiểu này chắc bỏ luôn ha. Bỏ luôn, chắc không sẽ đụng vô, thấy sợ lắm rồi.